Các dự án thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh kết nối với tỉnh Bình Dương phải được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu về tiêu thoát nước, giải quyết tình trạng ngập úng trên lưu vực thuộc địa bàn thành phố và tỉnh Bình Dương, đồng thời góp phần cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị. Đây là yêu cầu được đưa ra tại buổi kiểm tra thực địa các dự án thoát nước kết nối với tỉnh Bình Dương do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường làm trưởng đoàn diễn ra vào sáng nay. Đoàn đã kiểm tra thực địa dự án dọc tuyến suối Nhum và kênh Ba Bò. Kênh Ba Bò là một trong những tuyến kênh thoát nước mưa và nước thải của tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 1.560 ha, trong đó 160 ha thuộc địa phận thành phố. Để cải thiện tình trạng ô nhiễm tại đây, từ lâu thành phố đã đầu tư trạm xử lý nước kênh Ba Bò, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể trong việc xử lý nguồn nước thải, đặc biệt là do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của các khu dân cư. Thiết kế đề ra là hai trạm bơm của cuối kênh Ba Bò và trạm bơm bên phường Bình Chiểu bơm nước theo cái đường ống dẫn về cái trạm cái bể lắng cát. Từ bể lắng cát sẽ chảy qua cái hồ sinh học số 1 và qua 2-3 cái bể tràn để tràn sang hồ sinh học số 2 để vận hành coi là xử lý nước. Khi xử lý xong thì nó ra sang ngăn lắng và chảy vào hồ điều tiết. Và hồ điều tiết xong vượt qua đập tràn vào đấy và chạy theo đường kênh Ba Bò vào rạch nước trong. Thưa quý vị, đây là trạm bơm số 1 thuộc dự án là trạm xử lý nước thải kênh Ba Bò trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, để đạt được mức độ xử lý nước thải một cách tốt nhất thì cần phải kiểm soát được lượng rác thải từ thượng nguồn của tỉnh Bình Dương. Cái lượng rác đổ về từ thượng nguồn Ba Bò rất là lớn. Cái thứ hai là chất lượng nước cũng không đạt yêu cầu, do đó rất khó trong quá trình hoạt động, đặc biệt là gây ra cái hiện tượng là chết vi sinh. Do đó tại thời điểm đó thì tạm thời cũng chưa vào hoạt động. Thì đối với những cái khó khăn đó thì thành phố cũng đang dần dần hiện nay đã đề xuất cái phương án khắc phục. Về lâu dài, thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án như nhà máy xử lý Bắc Sài Gòn 1, Bắc Sài Gòn 2, suối Nhum. Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết được vấn đề thoát nước mưa, thoát nước thải, xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp với tỉnh Bình Dương thực hiện đồng bộ giải pháp kiểm soát chất lượng kênh Ba Bò, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố Thủ Đức cần tăng cường vận động và xử phạt các hành vi thải bỏ rác bừa bãi xuống các tuyến kênh trên lưu vực.